Sôm chun rưu nì tiên khmai Chka cha chó nâng sát ấn đạc Cao bì bệnh ní, miên nì tiên mùi đâm nà thà Ngày mùi, miên sát cha chó nâng ấn đạc ban chụp khní Hai co bộ bùa khní, bà long lột châm ngái Chlong bì mọt sâng mạc hàng, tơ mọt sâng mạc hàng Bè nụ, ấn đạc ban xua tơ cha chó thà Này bông cha chó, khnhóm chăng phá nón nè Thôi ba khnhóm miên chân khlay, chiên bông bạp nì cả đôi Ờ, bông ấn đạc, mớ chăng bà long cho mùi khnhóm bạp nì Mớ hiền dây bạp nì mớ Khnhóm chăng bà bùa bông là bông khní Khnông can lột châm ngái Đòi chân lông, bì mặc hàng, tư mặc hàng Ta bốn hình bà lông cho mùi khí nhóm tế Ha 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 Khí nhóm xmàn thả bốn ảnh đau bà ua khí nhóm bà lông rốt Đừng ấy mà bùa khí nhóm lột bà lông cho lông sẵn sơ Gì Khí nhóm đôi chạy ngò nà đài Chừng bằng ai nít lầy nà Bà quái chân ạch tề Hết ấy mà chạy bà mang khí luôn sơ Bà khí nhóm chân nét Ta bốn ảnh đau mình là quay ai khí nhóm chì đừng quan tứ Bê nú Ấn đá cơ bàn chơi lại tốp tư cho chọ huynh đau như nhầm thà Bông cho chọ, cầm bà rộm ấy Tại khi nhóm hình phá nào nâng bông hơi Khi nhóm bàn tìm lại cả nạ rồi ớt tử hơi Rương chân nè rương tránh khi nông ca bà cút Trâu tại thơ chất chí nẹ kì la Bà khi nhóm tránh Khi nhóm nâng rốt sạch chân tì ôi bông thơ chị à ha ôi sập bay Cho bà bông tránh khi nhóm huynh Tạo bông mình ở vầy ôi khi nhóm tứ Ồ hô, bông ảnh đau Tao khá nông chết rồi bỏ nẹ miền sẵn thông bản màn phía rồi đai Khá nông ca lột dục cho nè khá nhóm ní Bỏ khá nhóm tránh khá nhóm nông xoanh rục sát chân buồn ai bông bị xa nà Còn phay ấy Tha đôi cho nè hơi Sát tăng bi có tìm lại cả nạ Đàm bay riêp chóm lột phá lọt cho lòng sẵn Hai ảnh đá cậu bán bồ thà Này bông cho chó Khá nhóm chăng ai bông mặc cho bì mốc khá nhóm Bố bông khá bố chính khá nhóm nè Ha ha Bông ảnh đá Mình bạch to và ai tê Ai khá nhông nụ tê Khá nhông mình dựng chùm nânh lơ bông nụ lời Thật bạch bóng miền chân khlây kiên khá nhông phong nụ Mình ai nụ tê Khá nhông cổ rốt bông tê ta Bụi bông thông chinh khá nhông Đôi chân nét Bông trời tại chô nơi bì mốc khá nhông bạp ni hai Trâm trời chiên mên tê Bên ảnh đạc tha đôi chân nó hay Chô chó nức ô khá nông chật Cô mọc chô bì mốc ảnh đạc Đói prong priếp đám bay lột cho lòng sẵn giang ổng ạt Cho chó, chô tùm lẹ con tôi chất mọt ẩn đạc Châm này ẩn đạc có chắp đám rò bì mùi đọt bầy Cho chó, mình nức xe màn đọt ụ bài co sạch ẩn đạc Có prang lột giang pinh tùm hẳn Pê nụ, ẩn đạc ban hà mọt khám con tôi cho chó chọp Đói ca khám nụ ánh, bận đá oi cho chó chứ Nâng phí nhẹ đôi kê chào Có bán rô lọt con tôi rồi bọc luôn Priếp đôi chì kê chắp ẩn đạc bó tư căn trai mực hàng Đôi rô hát nâng miên sơ vật tập hiệp Châm này ai cho chó Có thật lẹp tật sẵn Rút ẩn đạc có bán sẵn sử thà À, bông cho chó, giang mạch hai Bà đếp cổ chó ngụt tật tiếng bạc bạp ní Mà rùng nghĩa tê ấy Khai cả đất phong Complex sạch chân mùi Đại bông bán sẵn giá cho mùi khí nhóm nè Cho chó có khom prăng bà vê bà vá Lang tư lờ cột Rô lọc luôn, nâng khăn đo ẩn đạc nà Rùi có kịch luôn trên bì tì nụ bạc tử Chì mùi nâng cái đầy ấm á Nâng tô mà nó nâng khăn chất chì bồn bề Nà mùi, nâng phay bụi 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 mình đang tờ rộp sạch chân mùi nơi ả nà bàn Bật, môn bê bà lòng sân khâm thá Chì nè ẩn đạc, tớp hiên bồn bạp nì Đo bê chánh, có to cùng nịch mình cách chân dàng nà tì Cho chó, bán thuơ ở đông nà tờ rộp sụp hì tùm sái Ai chui đọt sợ ai Pê tự đó tùm sái xua thà Này, bông cho chó Tây nà mọc nà Mà đích cô trả hẹp trả hộp đi chứ nế Miên ca ở quay tứ Bát bông sụp hì ơi Khu nhông phay khlát sắp ẩn đọc Viện đánh tam khám khu nhông Bị bùa ca bị bực mạnh khu nhông bán phá nò viên lột cho lòng sẵn chẳng viên Ở lâu viên tam khu nhông bị cỏi hơi Ô, anh chân tịt ta Ba đi chứ nế, chốt bông cầm phay Chui dược đông đầy ở khu nhông tư Khu nhông nâng chui bông anh, ai rồi khu luôn bán nế
ចចកក៏ខំប្រឹងដំដែកឲ្យសុភីទន្សាយដោយស្វាហាប់ព្រមជាមួយនឹងបែកញើខ្ចាយពេលនោះស្រាប់តែអណ្ដើកបានវាមកដល់លមមហើយស្រែកសួរថាណៃបងចចនៅទីនេះទេតាឯណាស្ដាប់ជើងមួយដែលបងថារោគឲ្យខ្ញុំនោះម្ដេចមកក្រាស់នៅសងំទីនេះទៅវិញ ទន្សាយថាហើយក៏លោតទៅអង្គុយលើក្នុងអណ្ដើកដោយអង្គុយច្រហោងដាក់ពងបីប្រេះមាត់អណ្ដើកអណ្ដើកក៏លូនក្បាលចេញមកខំពងទន្សាយដាច់អស់មួយកំណាត់ដោយឈឺចាប់ទ្រាំពំបានទន្សាយរត់យ៉ាងលឿនស្ទុះចូលទៅក្នុងព្រៃបាត់ទៅចំណែកឯចចវិញពេលដែលឃើញទន្សាយរត់ដូចនោះនឹកស្មានថា ប្រហែលជាទន្សាយទប់ទល់នឹងអណ្ដើកមិនបានទេក៏រត់តាមពីក្រោយទន្សាយមិនងាកក្រោយឡើយអណ្ដើកស្រែកសន្ធាប់ថាឈប់ឈប់ចចកចង្រៃឯងឆាប់រកសត្វជើងមួយមកឲ្យយើងភ្លាមទៅប្រ